chào ngày mới tất cả các bạn. Dự báo là khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ tiếp tục có nắng mây đan xen từ sáng cho đến trưa. Nhưng sau khoảng 1 giờ chiều thì mây dông kéo đến và gây mưa cho khu vực. Chính như chúng ta đã biết là trong nước mưa sẽ chứa nhiều bụi bẩn cũng như là axit sẽ gây hại cho da, đặc biệt là với những bạn mà có da nhạy cảm. Vì vậy khi mà ra ngoài thì chúng ta nên mang theo khăn giấy để có thể thấm nước mưa khi mà da bị ướt. Cùng với đó khi trở về nhà thì hãy rửa mặt thật sạch và tẩy trang thật sạch để giúp da của chúng ta khỏe mạnh. We'll be right back.